Hai đối tượng bị bắt giữ là Đặng Thanh Hòa sinh năm 2001 và Nguyễn Hoài Anh sinh năm 2003 cùng ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Vào tối ngày 6 tháng 5, một cặp đôi nam nữ cùng sinh năm 2006 dựng xe và ngồi nói chuyện trên đê bao Sa Rài thuộc thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Hòa và Anh điều khiển xe máy đến, dùng dao kề cổ, khống chế cướp hai điện thoại di động, sợi dây chuyền vàng mà cô gái đang đeo trên cổ cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Nhận được tin báo của bị hại, công an huyện Tân Hồng xác định nghi phạm, bắt giữ Hòa và Hoài Anh. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan công an đã thu giữ được hung khí, phương tiện và cùng tang vật mà các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.